Hello anh em nha. Thì Vinh có ba cái cây đàn này mà bữa anh kia anh dặn nhưng mà anh không lấy, cũng một thầy quan nhưng mà để chặt quá anh không lấy thôi. Giờ Vinh thanh lý cho nó gọn luôn ha. Đây, quay ba cây cho mọi người coi nha. Ở đây một cây nè, đây là vân gỗ sọc rất là đẹp luôn đó, nhìn rất sang. Đủ 88 phím nha, phím gỗ đen quen nhưng mà phím gỗ như piano luôn á mọi người. Đó, có dây luôn nè, bú dây luôn. Cái dòng này là dòng điện cơ nha, tức là mình đánh cơ cũng được. Họ mình muốn chỉnh thêm gắn loa rồi thì mình gắn bật điện lên nha mọi người. Đèn nguyên zin trăm trăm luôn, 88 phím chuẩn piano luôn. Đây một cây nè, rồi đây một cây màu đen bóng rất là đẹp luôn nè. Đen bóng giống như cây, nhìn bên ngoài thì nó như là Yamaha U1 á, đèn cơ mà U1 của Yamaha, đèn bóng rất là sang luôn mọi người. Nói chung là nhìn lên cái video nhìn nó không có đẹp bằng mình nhìn thực tế, bóng đẹp lắm. Đây bên trong cho mọi người coi ha, đó máy móc cũng còn lan can luôn, máy móc bên trong người lên dây á, dây bú rồi đó. Thì dây bú nó như cái này nè mọi người, đó dây bú như vậy nè, nó có dây có bú luôn nha. Mình đánh vô là cái bú nó gõ vô cái dây giống như cơ gõ vô luôn ha. Đó, cái này là cây ngắn hơn nha mọi người, ngắn hơn nha mọi người, cây ngắn hơn hai cây kia. Thì hai cái này là chuẩn phím nè, 88 phím nè, còn cái này thì ngắn hơn. Cái hai cái kia là xịn hơn cái này nha, cái này là thấp nhất trong hai cây. Thì cái này xịn rồi, tới cái này cũng xịn luôn. Hai cây này, hai cây chuẩn phím này bên ngoài nó bán cũng mười mấy triệu mọi người, tầm 13 đến 15 triệu á. Như đây nè, có người người ta bán tới cả 20 triệu luôn á, tùy người, người bán nha. Thì giờ Vinh thanh lý hai cây, ba cây nguyên zin còn đang sử dụng tốt luôn mọi người. Thì anh em nào mua một cây á, thì tầm 10 triệu quay lại thôi ha. Cây này thì rẻ hơn, còn ôm luôn ba cây thì có giá rất là đặc biệt luôn nha. Anh em mà nhanh lẹ ôm ba cây luôn là alo cho Vinh chốt liền luôn, giá rất là tốt, 0932799986 nha nha. Tại vì Vinh không có nói giá ra thì một số người là không thích, nhưng mà thật sự nó là cái vấn đề đó là làm ăn ha mọi người. Anh em làm ăn nó hiểu rồi, ví dụ như người ta mua ba cây thì giá khác, giờ mua một cây thì giá khác, đúng không anh em? Người ta bỏ tiền người ta ôm thì phải giá khác chứ, chứ sao mà giá cho ba cây với lại mình bán một người mua một cây thì nó phải khác, để anh em còn có làm ăn còn mua bán được chứ. Đó là cái quyền mình phải giữ bí mật để anh em làm ăn được anh em ha. Anh em mà cá nhân thì sẽ thấy không thích thì cũng thông cảm nha, tại vì cách làm ăn của anh em người ta ôm ba bốn cây năm cây thì nó giá phải nhẹ hơn ha, mình giữ bí mật ha anh em ha. Thì anh em là mua ba cây thì giá tốt, còn mà mua một cây thì đảm bảo, mua một cây thì cũng rẻ hơn bên ngoài rất nhiều luôn mọi người, mà mua ba cây là càng ok nha. Và bên em cần bán gấp nha, anh em gọi cho Vinh, gọi thì chốt nhanh hơn, nhắn tin Vinh cũng ok, nhưng Zalo Facebook đều cái số đó luôn nha mọi người, 0932799986 nha. Đèn có dây có bú nha anh em, chứ không phải là đèn ha, đèn mà không có dây nha, không có dây thì nó rẻ hơn. Được trước mình bán đèn không có dây thì nó rẻ hơn nữa, còn này có dây có bú đàng hoàng luôn, của Yamaha chính hãng của Nhật luôn nha mọi người, chính hãng Yamaha của Nhật nha. Rồi,